Hai cái đai máu. Hai cái đai máu không phải ra toàn hộ vệ này. Toàn ra đấu sĩ thế này. Lấy đâu ra hộ vệ cho người ta xài? À thế ok Thảo Đinh ơi, game sau nha em ơi. Lần nào cũng lỡ rồi, hôm nay đánh custom hết cũng được. Đồ toàn đai lưng này mà ra siêu nghệ thì làm sao mà chơi được? Ai Sipa. Mình có một cái bôi đỏ rồi này. Đúng rồi, bởi vì Tráng ở nước ngoài mà thì làm sao chơi được. Và sờ Việt Nam mà lác lòi mắt ra rồi. Dí mạnh đinh cái. Nhìn này, đóng dấu ngay con hàng này. Đóng dấu từng con hàng mình giết một. Đóng dấu từng con hàng một. Đóng dấu. Lâm Luis lại spam với Minh Tú. Boy Van Cham à các bạn? Nó là Boy Van Cham à? Gì mà để anh em nhận xét là Boy Van Cham vậy Minh Minh Tú? Lâm củi thế. Nhờn này, nhờn với anh mày này. Trời ơi, nhà nào cũng hộ vệ với cả Darius hết rồi. Sao tôi chơi hộ vệ được nữa rồi các bạn? Chơi bài gì khác thì thôi, chơi bài gì khác thì thôi. Chứ bây giờ chơi hộ vệ là chết luôn đấy. Bởi vì người ta cái hết rồi. Đóng dấu con hàng này cái, đóng dấu. Đóng dấu đó cái. Con hàng mềm này. Con hàng mềm. Con hàng mềm này đây, đóng dấu cái. Đóng dấu vào cái. Ăn cái đóng dấu vào mồm. Nhờn. Spam vệ binh tinh tú này. Game sau anh làm quả custom trứng được không? Cho anh em, nhiều anh em chơi. Cảm ơn Trương Bảo Hà đã tặng 10 sao.
Cảm ơn chú Lần Bảo Hà. sau làm event kết quả SSMB anh ơi, chứ thế này lại nhiều eco đờ si chơi. À, thì tất nhiên rồi, kể cả là mình làm event theo kết quả xổ số thì cũng rất nhiều anh em không được chơi, nhưng vấn đề là mọi người được chọn số, ít nhất là như thế đúng không? Khó nhặt đồ quá. Lấy con giáp lại đi. Chả biết lấy cái gì cả nên lấy tạm con giáp về vậy. Tôi này lên 5 mình còn chưa biết cho cái gì và cho tạm con dích vào ha. Này mình bỏ hộ vệ nhá. Bỏ hộ vệ chơi bời gì nữa, kệ cái thìa thôi. Gì xin là hai ở đây, xin hai này, xin là hai nước mắt đây còn gì nữa. Mình đã định trên nổi loạn nhưng mà ra hai con mo chắc mình chuyển qua mình chơi bọn này ha. Không sao, lắp như này chúng ta vẫn chuyển qua trên nổi loạn được nhá. Vẫn Zinx được, vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu. Rồi, tên này toang rồi. Ôi hồi 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 máu hồi máu hồi máu, thắng 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 quá đi chứ. Mở loạn một bên nè, máy một bên nè. Cảm ơn Thảo Đinh đã tặng 50 sao, tên nick em là Lâm Ca nha, anh đờ di quên em nhé. Ok Thảo Đinh ơi, ok anh cảm ơn em nhá. Up 6 mình cho tạm Z phải đẹp thôi. Bán Fiora ra đi là hiển nhiên rồi. Cô mày đùi lắm anh, không có giao điện, bình tĩnh em. Không có giao điện thì người ta lắp đồ tanh có gì đâu. Trời ơi, làm thế. Này thì cỗ máy đuối này. 16 tiền lên level luôn. Hí. Mà sao em có tận 5 cái huy hiệu? Ừ em có nhiều huy hiệu kìa. Theo dõi mốc quan trọng này. Người ủng hộ fan cứng. Ừ rồi, đúng rồi, em có nhiều huy hiệu mà. Thảo Linh xem stream của anh đều là nhiều logo lắm. Cảm ơn em nhá. Rồi, Master Yi nha, hơi lộ nha. Ngon. Lành cơm thế. Ghép quả phức hợp kiếm á. Phức hợp kiếm là cái gì hả bạn? Nghe căng vậy. Phức hợp kiếm là cái gì? Là hai cái BF hay là gì?
Nhảy đang khỏe lắm, nhảy đang khỏe, mình không muốn thay lắm. Rồi, có đủ cũng phải chiến đấu luôn rồi. Nói Red Dog anh cứ tự ái. Game nào tự ái thì anh, game nào đỏ thì anh nhận là đỏ, anh cứ tự ái đâu nhở. Ơ kìa, nó người ta đỏ, người ta nhận là người ta đỏ thôi. Thôi mình sẽ bỏ hai con kia ra, mình thay bằng quả bốn đấu sĩ đi. Đấy, cứ thế thôi. Xong rồi, cứ làm hư người ta thôi. Cứ làm hư người ta là giỏi. Đánh custom đi bro đấy anh, chịu đêm ạ. Cảm ơn Trương Bảo Hà đã tặng 10 sao, đánh custom thì bro thế anh. Bài nó cứ ra ấy em ạ. Đánh custom thì bài nó cứ ra. Ồ, con mò cầm đánh kìa. Đứng im hết rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, nó đấm. Cháy rồi. Đồ sĩ pháo thủ thì hơi phá phí xỉa anh nhở. Cũng không phí đâu em ạ. Làm được cái ấy mà. Đồ sĩ pháo thủ thì làm được cái nổi loạn mà. Bốn hộ vệ rồi, hai vũ trụ, ba vũ trụ. Blitz rank cầm vũ kích thời không. Pro build thế nhở. Biết là chơi bài gì các bạn ạ. Bình tĩnh xem chơi bài gì. Trẻ lại nhặt đai lưng nữa à? Đấy, bạn nhặt trước đi. Nhặt sau. Thật bình hơi khó nhặt đấy. Nhặt cái tay đi. Đớp hai găng tay cũng được. Này up chat thôi. Rồi chơi này roll gì nữa. 28 tiền nếu như up lên, bây giờ mình cho được thêm một con. Nếu như tuần vừa mình nhặt được gậy, mình sẽ để được 4 con máy chiến đấu ở tuần này. Nhưng mà bởi vì mình không nhặt được, không nhặt được gậy. Nếu tuần này nhặt được gậy, mình sẽ up cấp lên cho mình cho nóc tần vào luôn. 28 tiền, nhưng mà không nhặt được gậy. Ừ, nhà lại kháng phép còn cầm đánh. Cầm đánh để làm gì đâu. Ồ, tuần này vỡ mồm. Đúng rồi, không chết. Gì đã chết được. Đấy. Nhờn. Vẫn win nha. Ủa, ông này 6 xin, 5 xin ra rồi. 5 xin ra luôn rồi. Ông chơi con gì nào, hơi khó. Tên này thắng bán này đi up level này. Thôi thôi. Chịu. Có những thứ nó phải thế các bạn ạ. À, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Bài này thắng rồi. Bài này thì không cần phải pro build gì hết á. Đấy rồi. Yo, em ơi. One champ nhận là one champ đấy. Lại còn xấu hổ cái gì không biết nữa. Rằng em review tốt. Nhưng mà mình sẽ để nó tự ra thôi. Thì mới cháy được một tí mấy ông đã kêu top 100 máu. Ván này một tí là thua bây giờ mà. Bài này chỉ khỏe lúc đầu như này thôi.
Bởi vì tôi đủ 4 đấu sĩ sớm ấy. Rồi ngon, sát bên thần. Ui bài giới hình này căng nhờ. Bài cung bành chiến đấu này cũng căng quá. Mình cao tờ bài cung bành chiến đấu trước. Bài của Lâm mình không cần cao tờ đâu. Bài Lâm bây giờ là đang tự chết rồi. Ôi chết rồi. Nó lên xin ra 2 rồi. Thế thì nó không tự chết đâu các bạn ơi. Thắng luôn rồi. Rồi thôi xong rồi. Ăn lìn rồi. Ăn lìn rồi. Rồi ơi Lâm ơi. Đi rồi em khóc. Đây là vừa cho tặng con này mà. À, mình không tính cao tờ bảng Lâm cái là gặp bảng Lâm ngay các bạn ạ. Quên. Tí mít, đúng rồi. Quả này có Andrew thay vào là ngon rồi, không để ý bạn ơi. Ôi, gì đây? Mạnh Ninh level 6 ra rồng rồi, à, level 7 ra rồng rồi. Hơi sớm nha. Mình không để ý Andrew đấy các bạn ạ. Tí nữa mít. Cảm ơn các bạn nha. Lên level rồi, cho tạo con này vào vậy. Chưa có gì ngon để cho cả. Ôi, Timo khỏe quá. Đúng rồi, tanh đi bạn ơi, tanh đi. Đừng nhá. Ôi, tưởng nó đẻ cái chết luôn thì chịu ấy. Bài chỉ có tanh, chưa có đam bạn ơi. Đấy, sạt cái này lấy đâu ra đồ đam, toàn đồ tanh thôi. Là cái gì cũng được, khám phép đi. Đánh dấu mấy cái này. To xác. To xác này. Ui. Cùng lắm mình để làm 3 tia cho con mò cũng được. Lên 9 nhá. Lên 9 chơi 2 pháo, 6 cung bài chiến đấu, 4 đấu sĩ luôn. Hoặc là mình sẽ thay bí ẩn, nếu như về cuối bài các bài khỏe quá thì mình sẽ thay bí ẩn. Bài này cứ đổi cả đội hình thôi, mình cứ đổi một con thôi, mình chiếu bài ông này thôi. Mình cũng bẩn tính thật, cứ căn cái ông này. Bởi vì ông này bài đứng gần nhau.
À đây là Huỳnh Tâm mà đúng không? Huỳnh Tâm, ờ đúng rồi Huỳnh Tâm. Huỳnh Tâm ơi, bài của ông cứ đứng gần nhau ấy, tôi cứ phải cắt chiếu ông ấy. Ui. Đấy cũng kinh đấy. 6 vệ binh, 4 hộ vệ. Sao lại 4 hộ vệ? À xin ra hộ vệ luôn, tài khỏe thế nhỉ? Thì rè kinh thật. Bài siêu nghệ về led là kiểu gì cũng cao tờ bài mình rồi. Nhưng mà bài này mình ép 9 sớm quá. Ép được 9 ở 5.2 gì đấy. Bài chỉ có tanh thôi, không có đam. Không có biến đam vào luôn. 40 thì là 26. 40 thì là 26, tên này là 28, tên sau lẻ 5.2 lên nhá. 5.2 lên là đẹp luôn đấy. Vỡ mồm rồi, ra đồ này là vỡ mồm tôi rồi. Vỡ mồm thật rồi các bạn ơi. Đầu quá. Đồ như này là vỡ mồm thật rồi còn gì nữa. What the fuck game. Please. Là cái đồ nào nhìn nó phong phú hơn đi. Rồi, lại toang rồi. À, Lâm ơi. Lâm ơi, Lâm đấm anh à, Lâm ơi. Từ nha. Mình bỏ tạo con fit đã. Để tính cho nó sau. Rồi, kéo sen rồi. Ui, nghiền nát sen luôn. Không nói nhiều. Bảo đánh hộ vệ lại không nghe à? Sao toàn đồ tanh này đánh hộ vệ là minh mẹ rồi nhờ. Cầm đánh nó, cầm đánh. Rồi không cần rồi. Không cầm đánh.
À, thanh niên 6 vậy là có vẻ khỏe quá nhờ. Ngon. Mà sao đừng quên em lại nha, ok em ơi. Người ta cũng máy đủ bé. À, cho con đưa ra đây. À, đấy, 2 VF ấy. Tôi vừa rồi nhặt được con này là mình có 8 cỗ máy rồi. Ông mày nhặt cỗ máy chi? Đủ pha đám quá. À. Nên là con Victor 2 thì mình sẽ đổi. Đổi cho con này. Từ nhá, Lulu 2 là có bí ẩn. Bỏ mặt file, bỏ Blitz. Thì thay bằng Lulu với cả Echo à. Nhảy cú ăn gian vậy, nhảy tít từ đầu kia trái đất sang đầu này trái đất luôn. Chết rồi, thằng này 6 vệ rồi, bài nó trâu quá rồi. Bài nó bắt đầu không kiểm soát được rồi các bạn ơi. Chưa gặp, chiều hơi sớm. Bởi vì bài này mình nếu mình lấy nhiều đồ sĩ mình cũng không ăn được đâu, mình lấy nhiều đồ sĩ mình không ăn được bài của Lâm đâu, nên mình sẽ phải lấy đam bù vào. Chắc là mình bắt một con ở biết thì mình bắt con Serat ha, mình lấy luôn 2 phép cũng được. Ôi ôi, mạnh đinh 1 gì nữa này, đẹp thế. Ờ, có khi vẫn thắng cơ. Ờ. À, mạnh đinh đi rồi, đen đen. Đã tặng 18 sao, éo hay đánh chung bài luôn, cóc 1 đến 5. Có 1 đến 5. 1 A mạnh đòn em. Anh mạnh có đòn em đâu. Anh em mình đen thôi, tự nhiên lại chung bài nhau, xui thế. Anh có tiền đi. Kiểu gì mình nhận ra là con GNA2 gớm. Từ nay tiền một lúc không ra GNA2 nữa tôi khóc luôn. Dây chuyền này cho Lulu nhá, cho nó hack nhanh tí. GNA2 đâu? À, gót 2 rồi, đúng rồi. Anh lấy đồ anh mạnh rồi. Láo thật. Láo thật. Ây à, đâm phát đi thôi. À, thâu rồi. À, đi xem gót này. Chơi level 8. Gót 2, chó này. Ơ, mạnh đi vẫn sống ai? Ơ, mạnh đi vẫn sống ai?
Mạnh Ninh chưa chết. Ngon, niềm hy vọng của Mạnh Ninh vẫn còn. Gớn ạ. Gớn ạ. Của nào tôi đâu. Mẹ ơi. Ui, chịu trượt rồi. Chịu trượt quả này hơi nặng rồi. Kéo sen. Trời ơi, con gì nhảy vào đỡ hộ đấy. Mạnh Ninh chết chưa? Cầm đánh rồi. Mạnh Ninh chết chưa? Đừng đi nha. Thằng Lâm rồi các bạn ạ, à, bài nó quái thai quá. Ơ cơ đã hai đâu, đi tư. Đi tư. Cây thế nhở, cơ đã hai tôi đâu. Thôi xong rồi, mất ơ gót rồi. Ngon, 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 ngon. Này thì ơ gót với chúng tôi này. Ơ gót với chúng tôi à, đổi chỗ cao tờ à. Chí tuệ. Chí tuệ lắm em ơi. Chí tuệ. Được lắm bro. Xin nhá. Rồi, hai nước mắt đúng không? Thôi mình lấy cái hộ vệ đi. Cái hộ vệ có thêm tí tanh được rồi. Ơ gót kéo kéo biết đâu lại sống. Ôi, Victor 2, ngon. Ui, đi tệ cơ nào của tôi đâu rồi? Đi về với Lâm ơi, là Lâm, Lâm cao tờ anh thế thì chết rồi Lâm ơi. Lâm cao tờ anh thế thì Lâm chết. Ai à, đổi chỗ vẫn chưa tới rồi. Chết rồi, mất con lại tay cờ tôi rồi. Rồi, em view trước, đúng rồi. Mạnh Đinh đã tặng 16. Mất tay cô. Thì thiên không ra được con y cuối cùng. Ai à, chết tôi rồi. Ê, 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 bro Bill ơi, ê. Ê, ê. Ê. Lâm ơi. Gặt này. Gặt tôi này các bạn này, đòi gặt tôi này. Các bạn ơi, dăm ba cái ông Lâm. Ok, như vậy là trận này Mạnh Đinh này, Mạnh Đinh top 1 này, Evil Darknet top 2 và Revelup vanh top 3 nha các bạn nhá.